nồi chiên không dầu. Là nồi chiên không dầu Phú Chem kết hợp thấp, giá 6.900.000 đồng. Dạ em chào chị ạ. Dạ lắp máy rửa bát chị ạ. Dạ lắp máy rửa bát bác. Ngày Tết thì lắp máy rửa bát trang trọng thế. Dạ bát chục mà hôm nay lành nên là chị lắp để đỡ rửa, đỡ rửa tay là lành. 23 triệu. Dạ thằng nó chiến đấy nữa. Dạ dạ. Nó chiến đấy thì hợp ngô. Nó hỏi lại của chị đấy. Của Đức. Của Đức. Hàng Củ Chem của Đức. Dạ. Dạ. Không phải bao nhiêu, không phải đâu. Ba ngồi đông em chủ đi. Để đi chơi rửa dạ. Để đờ đờ phải rửa tay, rửa tay lành. Phải nói đi chơi. Bây giờ không phải là lâm nhạc mà bên cái cải máy này là nó dạ đợt này trong dịp phát lạt xeo được tặng. Dạ giải phóng sức lưu đồng với là diệt khuẩn đó. Thứ hai là an toàn cho sức khỏe. Thứ hai là chị em phụ nữ mà rửa tay là hai đến giờ tay dùng mại để giữ giờ giữ giờ tay cho đẹp. Chiên không dầu nè, kết hợp hấp nè. Chứ ta mua loại cây cảo cái này. Cái dạ. Này. Dạ. Ta mua loại cây cảo, phát loại cây này. Dạ. Đi giá cả lên á. Nhưng mà là ông đưa bỏ cái này thì nói đó. Ừ. À đúng rồi, thấy hại phải không này? Thấy thắng, thấy thắng. Cái này là em thầy Toàn truyền nghề cho đó chị ạ. Thầy Toàn truyền nghề lại cho em. Thầy Toàn đấy. Kỹ sư tin đấy. Lại sộp ra hết ông quên đấy. Chào cháu ông ạ. Dạ. Nó chào đến lắp cái máy rửa bát cái. Rửa ba cháu thử rồi à bố. Không. Ba đang hút. Ba rồi đã thử ba tấn. Đây là dầu bằng này. Đây là muối đường này. Muối của hắn là muối chuyên biệt chứ không phải là muối ăn của ta. Ở đây là viên viên rửa này, viên rửa này thì mỗi lần rửa nên rửa tổng hợp thì mình mới mới rửa. Tức là rửa một lần ở cả đến đến này này, đấy này, đấy này. Đó, sau đó là mình bỏ bên này, còn mà rửa ví dụ như ăn ăn buổi trưa hoặc là ăn buổi sáng mình bỏ bên này thì mình chỉ cần rửa tới qua cái mình bỏ cái rửa này. Đó. Còn bây giờ là mình sẽ đấy này. Đấy là mình đổ
đây là nhiều lợn này. Muỗi này. Đầu một lần đi dùng cái máu nấu lên những thời điểm. Thì mua hệ bảo ngoài đi. Nhân đồ lên đi chung dùng 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 mà đấy chứ khoảng lần 6-7 lượng. Đồ trắng đâu biết đồ nhiều bao thì là lại được lấy một cân hoặc một kg nữa. Bây giờ mình đổ lên để đấy là được. Nếu muốn hãy tin báo là mình đổ là lấy đó là được. Mình lấy đến đổ lên. Mua về mình là một con kiến mà họ bị bẹp cực thì đồng bình thường không ạ. Là... Máy trong kia là hình là hình chỉ có cái dừa đấy ạ. Cái kê dễ thăng nữa đó, dễ thăng hoa. Hà lui mà, lui. Vừa thì đầy tủ lạnh ra một tí là được. Vừa làm thoải mái. 60 tấn nữa mà cái này lên được chạy ngược à? Anh bướng. Bướng à? Loại này chỉ chạy ngược. Anh đây là được chứ nó bật thắm nó di chuyển nó ai được á? Anh chạy ngược đó. Hà sổ nó thanh tan được à? À rồi. Sẽ ổng lấy cái nồi tế. Thì bắt lên trên đó. Ở đây có cái bướm à? Bướm cũng ngược đấy nè. Tem bộ hành điện tử. Tem chống hàng giả. Rồi, đây chính là bộ đối hoàn hảo này. Máy rửa chén cu chen. Cao PP80383. Nồi chiên không dầu kết hợp hấp